Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Trôm tổ chức lễ công bố tên đường Trương Vĩnh Trọng. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện gia đình cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện. Tuyến đường Trương Vĩnh Trọng có tổng chiều dài 9,3 km, với điểm đầu từ dòng xoay thị trấn Dòng Trôm và điểm cuối là dòng xoay ngã ba Hưng Nhượng, tuyến tránh đường tỉnh 885. Với kết cấu bê tông nhựa gồm hai đoạn, đoạn từ dòng xoay thị trấn Dòng Trôm đến dòng xoay xã Bình Thành có chiều rộng 28,5 m, đường hai chiều, bó dĩa hè, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và cây xanh. Đoạn từ dòng xoay xã Bình Thành đến xã Hưng Nhượng có chiều rộng 13 m, đường hai chiều, có hệ thống chiếu sáng và cây xanh. Tuyến đường nối giữa huyện Dòng Trôm và Ba Tri đi qua các xã Bình Thành, Tân Thanh, Hưng Nhượng và thị trấn Dòng Trôm.